Các vị, thần Hy Chi Tinh hiện giờ đang ở trước mặt chúng ta, đêm nay sẽ tiến hành theo kế hoạch. Trong vòng 3 nước cờ, buộc phải đẩy hắn vào chỗ chết. 3 nước nào, chúng ta không phải là muốn tóm sống hắn hay sao? Đó là kế hoạch của 3 nước cũ rồi, bây giờ đã có Hạ Nguyệt Vận tham gia. Lúc này, chúng ta đi là 3 nước mới. Thứ nhất, mượn dùng ảo thuật của Hạ Nguyệt Vận lẻn vào trong phòng của Ngô Thần. Nước thứ hai, để cho Ngô Thần uống thuốc mê hồn ta đã đặc biệt chế ra. Sau đó, nước thứ ba. Nước thứ ba, nẽo nào nào muốn? Giết gà lấy trứng. Vậy thì, ai là gà đây? Đương nhiên là Ngô Thần. Vậy trứng thì sao? Ta biết rồi. Chúng ta có phải là định thiến Ngô Thần hay không? Một nghìn cách cho cha Nam tự cứu. Kỳ quái, sao đột nhiên lại cảm thấy đau đau kỳ lạ nhỉ? Sứ đồ đại nhân, làm phiền rồi, ta có thể vào trong hay không? Mời vào. Thất thất lễ rồi, đại nhân. Nidia bảo ta mang sữa tới cho ngài. Đêm, không làm phiền tới ngài chứ? Hừm, Nidia sao đột nhiên lại nhớ tới mang sữa cho ta vậy? Điện hạ thấy gần đây sứ đồ đại nhân làm việc vất vả quá, vì vậy bồi bổ sức khỏe cho ngài. Như vậy à, Nidia cũng thật là có lòng. Vậy ta không khách sáo nữa. Nên, cô đã cho ta uống cái gì vậy? Xem ra ngươi thật sự quên ta rồi, ngay cả giọng nói của ta cũng không phân biệt được ra hay sao? Để có thể cho ngươi một cơ hội, ta đã đặc biệt bảo ma nữ Nguyệt Vận không dùng ảo thuật thay đổi giọng nói của ta. Xem ra ta nghĩ nhiều rồi, trong lòng ngươi quả nhiên là không có ta. Ngô Thần, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Khuôn mặt của ta, ngươi chắc hẳn là nhớ chứ nhỉ? Lạc Ly. Trả lời chính xác, để khen thưởng. Ta sẽ để ngươi chết thoải mái một chút. Xì, cô thế này là làm gì? Cô tính sai rồi, Nạc Nì. Bọn họ đều là người của ta. Đê tiện, không ngờ cuối cùng lại ngã trong tay của hai phản đồ các cô. Ta không cam tâm. Cô nghĩ ta là muốn à? Còn không phải là bởi vì chiếc nhẫn cưới mà cô tạo ra. Ta hiện giờ bị hắn lừa kết hôn, căn bản không có cách nào chống lại mệnh lệnh của hắn. Đùa à, ma nữ bị con người điều khiển hay sao? Cô nghĩ rằng ta sẽ tin điều đó à? Cho dù cô có tin hay không, nhưng sự thật chính là như vậy. Điểm này ta có thể làm chứng, Nạc Nề. Cô hiểu lầm Ngô Thần rồi. Sao cô còn nói giúp cho hắn? Cô quên rằng hắn đã nói gì với cô rồi sao? Nhìn cho kỹ lại dáng vẻ hiện giờ của cô đi. Đường đường là nữ thần, thế mà lại xa vào làm một ma tộc. Nữ thần tinh linh trước kia đâu rồi? Đó đều là chuyện trước kia thôi, đã không cần thiết nhắc tới nữa. Nhưng cô là nữ thần tinh linh, vậy thì sao? Tuy rằng hiện giờ ta là ma tộc, nhưng đối với ta, bây giờ những thứ này đều không quan trọng. Chỉ cần có thể ở bên cạnh của mình, người mình yêu thương, như vậy là đủ rồi. Xì, cảm ơn nàng, ta cảm thấy khỏe nhiều rồi. Này Ngô Thần, hôm nay ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi có phải nên thể hiện một chút hay không? Lần sau chơi game ta châm trước cho cô một chút. Không cần, thắng lợi như vậy không có ý nghĩa. Hạ Nguyệt Vận, cô xảo nguyệt quá đi, cô xảo quyệt quá đi, ta cũng muốn phần thưởng. Tình yêu à, ngày mai chúng ta ra biển hưởng tuần trăng mật nhé. Giờ sẽ xin nghỉ. Tại sao kẻ thù ngày xưa lại có thể cùng nhau nói chuyện vui vẻ? Lẽ nào thật sự giống như là Si đã nói, chỉ cần hiện tại hạnh phúc là đủ rồi sao? Hạnh phúc như vậy, ta cũng có thể có được sao? Ta trước này chưa từng tin vào hai chữ vận mệnh. Sự gặp gỡ giữa ta và cô vốn không phải là sắp xếp của vận mệnh, mà là sự lựa chọn của chúng ta. Chúng ta đã lựa chọn lẫn nhau. Chúng ta chiến đấu với ma tộc, chinh phục thiên hạ, phó thác sinh mệnh cho đối phương.
sự trải nghiệm này sẽ khiến cho chúng ta gắn bó không thể nào tách rời. Nạc nỉ, ta là con người, sẽ có một ngày sẽ rời xa cô, nhưng cô phải nhớ lấy. Chỉ cần không quên sự ràng buộc giữa hai chúng ta, trái tim của chúng ta sẽ mãi mãi không chia xa. Ta thật ngu xuẩn biết bao, đã vứt bỏ sự ràng buộc giữa chúng ta. Ta muốn cùng ngươi tung cánh trên bầu trời thêm một lần nữa. Muốn một lần nữa ở bên cạnh ngươi. Làm được không? Không sao, Lạc Lê. Trước đây ta vì nhiều lý do mà đã biến mất rất lâu, nhưng lần này ta sẽ không đi nữa. Ta sẽ ở bên cạnh cô, Ngô Thần. Được rồi, không khóc. Đã lớn thế này rồi mà còn làm nũng. Nhưng hiện giờ ta là trẻ con, thế nên làm nũng cũng không sao. Được rồi, đủ rồi đó. Hai người bọn họ vẫn đang nhìn đấy. Giờ ta là trẻ con có liên quan gì? Liên quan lớn lắm đó nha. Cưỡng hiếp trẻ em, bị tù từ 10 năm trở lên đó, có biết hay không? Ơi, thật là cảnh tượng cảm động. Thế nào, cô có cảm tưởng thế nào? Ta còn có thể nghĩ thế nào, cũng không thể nào ghen với một đứa trẻ mà. Nghĩ khá thoáng đó, ám tinh nỉnh. Ngược lại là cô, nghĩa nào cũng không có chút suy nghĩ nào hay sao? Không có, liên quan đích gì tới ta? Ai ở trong phòng vậy? Ta nghe thấy tiếng động rất lớn ở trong phòng. Không ổn, là Tây Đồng. Bị cô ta nhìn thấy, chúng ta muộn thế này ở trong phòng của Ngô Thần, cô ta chắc chắn là sẽ báo cáo lại với Nidia. Sẽ đi tố cáo sao? Ta đi ứng phó một chút. Hạ Nguyệt Vận, cô đi cùng ta. Kỳ nạ, rõ ràng ta nghe thấy có tiếng động, sao không ai trả lời? Làm gì vậy? Người rất mỹ, có biết hay không? Ma nữ Nguyệt Vận và ma vương ám tinh nình, sao lại là bọn họ? Mắt của ngươi ngầu quá, tặng ta một chiếc có được hay không? Đại nhân, người muốn thứ này làm gì chứ? Cô giỏi lắm đó, đi theo ta một chuyến. Đi theo ta ra một góc một chuyến nhé. Đi ra góc làm gì chứ? Sao Si và Hạ Nguyệt Vận vẫn chưa quay lại? Chính là lúc này. Ôi, Nạc Nề, cô làm gì vậy? Đợi đã, Nạc Nề, chúng ta không phải đã là làm lành rồi hay sao? Sao cô lại chối ta? Ta đã không hận ngươi nữa. Bởi vì ngươi là hy vọng phục hưng cho Long tộc, thế nên ta buộc phải đưa ngươi về lãnh địa. Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi nữa đâu. Đời đã, Nạc Nề, nhất định là phải đi sao? Chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi hay sao? Không được, những nữ thần khác đều đang tìm ngươi, để ngươi ở lại một mình rất là nguy hiểm. Không sao đâu, lãnh địa của Long tộc rất là an toàn, bọn họ chắc chắn là không ngờ được ngươi lại ở đó. Ngộ nhỡ bọn họ có thể nghĩ tới thì sao? Vậy há chẳng phải là hỏng bét hay sao? Bình tĩnh chút đi, Lạc Lì. Im miệng, hôm nay cho dù ngươi nói phá trời ta cũng phải đưa ngươi đi. Chuyện này ngươi không quyết được. Dừng tay, cô muốn đưa Ngô Thần đi đâu? Ta muốn đưa Ngô Thần tới nơi an toàn hơn. Điều này cũng là nghĩ cho sự an toàn của hắn. Mong cô đừng ngăn cản ta. Vớ vẩn, Ngô Thần có ta bảo vệ chàng, không cần cô lo chuyện bao đồng. Bỏ tay ra, ta không thèm tin lời nói ma quỷ của cô. Cô chính là muốn độc chiếm Ngô Thần. Người muốn độc chiếm Ngô Thần là cô đó. Ngay từ đầu ta đã nhìn ra rồi, mau bỏ tay ra. Đau, đau quá. Lạc Lê, là như vậy à? Ngươi quả thật vẫn quan tâm tới ta. Nghìn năm nay tình cảm của ngươi vẫn chưa từng thay đổi, ta vui lắm. Lạc Lê, không cần lo, chúng ta gần như quên mất cô ấy là một con rồng. Hundred Dragon, triệu hồi kỵ sĩ. Tên kỹ năng triệu hồi kỵ sĩ, hiệu quả của kỹ năng trong bán kính cho phép Lạc Ly có thể triệu hồi. Long kỵ sĩ đã ký hiệp ước với nó, cưỡng chế đưa vào trong trạng thái ngồi ngựa.
Lạc Ly, thả Ngô Thần xuống cho ta. Sì, cô nói rất đúng. So với quá khứ thì ta nên nắm chặt lấy hạnh phúc của hiện tại. Ta chỉ là muốn ở bên hắn. Cô nằm mơ đi. Trả Ngô Thần của ta lại cho ta. Thật là đáng tiếc. Dẫu sao, tâm đố kỵ hại mình hại người. Vĩnh biệt nhé, Sì. Ngô Thần. Này, ta đã tống cổ Tây Đồng đi rồi, các người. Sao phòng lại bừa bộn như vậy, Ngô Thần đâu? Sì, ta hỏi cô đó, sao không thấy Ngô Thần và Lạc Ly đâu? Ngô Thần bị Lạc Ly bắt đi rồi. Ta phải đi cứu chàng. Bằng bất cứ giá nào. Cô muốn cùng đi không? Ngô Thần dẫu sao cũng là phu quân của cô. Phu quân bỏ đi, ta và hắn chỉ là phu thê trên danh nghĩa mà thôi. Thơm, ta biết ngay vào thời khắc quan trọng, không dựa vào cô được mà, một mình ta đi. Này, đầu cô toàn là nước sao? Cho dù ta đi rồi, cũng vô ích. Cho dù ta đi rồi cũng vô ích. Đó là xào huyệt của Long tộc đó. Long tộc vốn là một chủng tộc khó đối phó. Bọn họ liên kết với nhau là sự tồn tại mà ta cũng không dám tùy tiện gây sự. Cho đến giờ cũng chỉ có Nidia có thể đánh vào xào huyệt của bọn họ. Nhưng nếu để cho Nidia biết Ngô Thần bị đoạt đi thì sẽ trở nên phiền phức hơn. Ta không muốn chọc giận mụ điên đó đâu. Bình tĩnh lại một chút rồi chứ. Thật ra Ngô Thần ở chỗ của Lạc Ly vẫn rất an toàn. Ngô Thần cũng không cần vì giữ tính mạng nhỏ của mình mà ngày ngày lừa lừa gạt gạt. Cô hãy nghĩ thoáng ra một chút đi. Ta sẽ nghĩ cách. Cô đã không đi thì đừng lo vớ vẩn. Này, ây, gì vậy chứ? Thái độ kém đến thế. May mà cô nói lời này với ma nữ tốt tính như ta. Nếu đổi lại thành ma nữ khác, cô sớm muộn là đã bị xử một trận rồi. Ta chả thèm đi cứu tên Ngô Thần khốn nạn đó đâu. Về chơi game thôi. Chà, cuối cùng cũng có thể chơi game thoải mái rồi. Ngô Thần đó thế mà cũng có ngày hôm nay, sướng ghê. Trước đây bị tên đó ngược đãi thảm thương, ta phải tìm lại tự tin mới được. Được chơi, thôn khẩu bá vương vậy. Ngô Thần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lần này ta sẽ không thua ngươi nữa. Ủa, mình thật đúng là suýt nữa quên tên Ngô Thần đã bị đưa đi rồi. Đáng đời, một mình ta chơi, trước đây không phải đều vậy sao? Đúng vậy, lại một mình. Giống như trước đây, nhớ kỹ nhé, đánh quái vật kiểu này phải dùng nỏ lặng và đạn khuếch tán, như vậy là có thể rất ung dung. Ngoài ra tổ hợp trang phục và vũ khí cũng rất quan trọng. Lần sau rảnh ta sẽ viết một bản công lược chi tiết cho cô. Tại sao ta lại... Ây trời ạ, ta... Ta tại sao lại cảm thấy đau lòng chứ? Đều tại tên Ngô Thần đó, game cũng trở lên không hay nữa rồi. Ngu ngốc. Ngày hôm sau. Này Hạ Nguyệt Vận, gan của cô thật là càng ngày càng lớn đó, lại ức hiếp Tây Đồng. Ây, sao không có ai? Thật kỳ lạ, lúc nãy cô ta lẽ ra vẫn còn đang ngủ lướng mới đúng chứ. Đây là cái gì? Trong thành có chuyện cần phải xử lý, qua thời gian nữa sẽ quay về. Đừng có động vào máy chơi game của ta. Hừm, chuyện gì vậy? Hạ Nguyệt Vận cũng đi rồi. Hôm nay mới sáng sớm, Si cũng xin phép nghỉ phép. Thật là, lẽ nào hai người bọn họ ra ngoài chơi, còn là kiểu không đưa ta đi theo. Hai người họ từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy chứ? Tiểu đội hai người giải cứu Ngô Thần tiên sinh, xuất phát. Hạ Nguyệt Vận, không ngờ cô lại giúp ta. Cô đừng có nghĩ lung tung, ta chỉ là sợ chuyện bại lộ. Nidia sẽ gây phiền phức cho ta mà thôi. Hơn nữa, đột nhiên không thấy tên đó nữa, có chút không quen. Thật không nhìn ra, hóa ra cô vẫn khá là để ý đến chàng. Làm nhảm, ta chỉ là cảm thấy chơi game một mình quá là nhàm chán mà thôi. Cô cứ cứng miệng đi. Ngô Thần, ta và Hạ Nguyệt Vận nhất định là sẽ cứu chàng ra ngoài. Hãy đợi bọn ta. Thánh địa Long tộc, Cự Long Chi Điền. Phòng hội sự thần điện trung ương. Thưa các vị đại biểu, tộc trưởng của Long tộc,
Cảm ơn các vị không quản đường xa tới tham gia buổi hội nghị lần này. Hàng nghìn năm nay, tộc chúng ta đoàn kết một lòng, sức mạnh tập trung lại đủ để đối đầu với ma nữ. Nhưng các vị có lẽ cũng đã nhận ra, hiện giờ sức mạnh của tộc ta đã không mạnh như trước, Long tộc đang đối mặt với nguy cơ. Ta vì tìm cách chấn hương của Long tộc mà đã rời khỏi lãnh địa nghìn năm, bây giờ ta đã trở về rồi. Mang theo hy vọng và lời hứa với gia tộc ta trở về. Hả, hy vọng ta sao? Nữ thần đại nhân, cách mà người nói lẽ nào chính là thông hôn với nhân tộc hay sao? Kết hôn với chủng tộc nhỏ bé yếu đuối này có lợi lộc gì? Tộc trưởng Hồng tộc Alexandra, ta cũng tán đồng. Đại nhân Nạc Ni, người thật sự không cần thiết là phải ở bên nhân tộc thấp hèn này. Ma Long Thánh Tình, tộc trưởng của Ma Tinh Long Marius, lời này của cô ta không thích nghe đâu. Con người và Long tộc không phải có quan hệ đồng minh hay sao? Đó đều là chuyện của trước kia rồi. Vậy thì sao chứ, loài người ăn đồ ăn nhà cô à? Mở miệng ra là nói loài người thấp hèn. Kết quả chính các cô không phải cũng biến thành dáng vẻ loài người hay sao? Chuyện này chỉ là để thuận tiện. Đủ rồi Marius, nơi này là đại sảnh Long thần của thần thánh. Chúng ta tới chỗ này không phải để nghe cô với con người đó cãi nhau. Sera, thân phận nhân vật, Thước Kim Long, tộc trưởng của Long tộc. Giới thiệu nhân vật, thuộc hạ của nữ thần Long tộc đời đầu, điều khiển Long mạch kim thuộc. Nghe đồn từng đánh nhau với ma nữ, đồng thời may mắn tồn tại, có địa vị cao ở trong Long tộc. Ngay cả nữ thần cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua ý kiến của cô ấy. Xin lỗi Nạc Nì, cô tiếp tục đi. Vâng. Loài người không hề nhỏ yếu, điểm này ta đã có trải nghiệm sâu sắc. Ma đạo thuật mà bọn họ sáng tạo ra không thể xem thường. Ta dự định đưa vào ma đạo thuật, như vậy sẽ có lợi ích cực lớn đối với chúng ta. Đại nhân Nạc Ly, ta lại cho rằng không cần thiết nào phải đặc biệt đi học kỹ thuật này của loài người. Tộc trưởng Hắc Long Nessario, đúng vậy. Chúng ta có thể phách khỏe mạnh, sử dụng long tức và ma pháp là được rồi. Tộc trưởng Lục Long Sera, được rồi, tôi chen ngang một câu. Tôi nói này, mấy người siêu bảo thủ các người có phải là sống lâu quá rồi? Lên não bị gì hay không? Học một chút kỹ thuật tiên tiến khó như vậy sao? Bất kể trước đây mọi người mạnh cỡ nào, nhưng hiện giờ mọi người đã lạc hậu rồi, đây chính là sự thật. Đại nhân Nạc Nỉ, nơi này là hội nghị nội bộ của Long tộc, vẫn mong người đuổi con người này ra ngoài. Thưa mẹ Sera, Ngô Thần là người cộng tác của ta, cùng hưởng vinh quang và nhục nhã với ta. Ta cho phép hắn phát biểu ở chỗ này. Ngô Thần thông minh, ma đạo thuật. Ta cho rằng hắn là điểm mấu chốt của hội nghị lần này. Hắn sẽ mang tới sự giúp đỡ rất lớn cho chúng ta. Xin mọi người hãy nghe thử lời của hắn đi. Buồn cười, cho dù bọn ta nắm được ma đạo thuật rồi thì sao? Loài người à, các ngươi đều rất trẻ tuổi, không hiểu được sự đáng sợ của ma nữ. Các ngươi gọi ma đạo thuật của các ngươi chẳng qua chỉ là đồ chơi trước mặt của ma nữ mà thôi. Ồ, vậy cô là chắc chắn chúng ta không chiến thắng được ma nữ à? Đương nhiên rồi, lão thân từ sau khi chiến đấu với ma nữ dục vọng, Nidia mới có trải nghiệm sâu sắc về sự mạnh mẽ của ma nữ. Bọn họ không thể nào bị đánh bại, lại vẫn chưa chết hẳn, đáng được khen ngợi. Nhưng chỉ dựa vào mình người thì không đủ khả năng để chống đối với ta. Bọn ta đã không còn đường lui rồi, đại nhân Nạc Nỉ. Tạm thời không nhắc tới chuyện ma đạo thuật liệu có chống chọi lại với ma nữ hay không, nhưng đó là kỹ thuật mà loài người mới có thể sử dụng. Chúng ta cũng không có cách nào sử dụng. Không, có một cách có thể. Ta sẽ kết hôn với người sáng lập của ma đạo thuật, sinh ra những đứa con. Sau đó, con nai Long tộc được sinh ra là có thể sử dụng ma đạo thuật một cách hoàn hảo rồi. Con nai giữa Long tộc và loài người. Chuyện này là chuyện lớn, tình cảm sâu đậm giữa ngươi và Ngô tiên sinh không nói làm gì. Nhưng tộc nhân của chúng ta có thể chấp nhận thông hôn với loài người hay không vẫn là một vấn đề. Đại nhân Nạc Nỉ, hôm nay rất khó đưa ra quyết định, chúng ta cần thương lượng một chút. Không vấn đề, đây đích thực là chuyện lớn, tin rằng chúng ta sẽ lại lần nữa đón lấy thời đại Long tộc và nhân tộc cùng kề vai sát cánh chiến đấu. Vậy ta sẽ đợi tin tốt của mọi người, cáo từ. Đáng ghét thật, nói gì mà vì tương lai của Long tộc, kết quả lại bảo chúng ta đi thông hôn với loài người đê tiện sao? Nếu như vậy, huyết thống thuần kéo dài đến ngày nay của chúng ta, há chẳng phải là đoạn tuyệt tại đây hay sao?
nếu quân lai của Long tộc nắm được ma đạo thuật, huyết long thuần chủng sẽ càng ngày càng sa sút. Huyết long thuần chủng tương lai sẽ không còn tồn tại nữa, Long tộc cũng sẽ đi tới bờ diệt vong. Đại nhân Lạc Ni, nếu hòa bình thế giới cần tộc chúng ta hy sinh để đổi lấy, lão thần không dám gật bừa. Tộc của chúng ta phụng dưỡng người hàng nghìn năm nay, không ngờ đổi lại là kết cục thế này. Xem ra chuyện tới bây giờ, chúng ta cũng không cần thiết là phải tiếp tục phụng dưỡng người nữa rồi. Đều kéo dài tộc chúng ta, để kéo dài tộc chúng ta. Nương nhờ ma nữ mới là đường lui duy nhất của Long tộc. Lãnh địa của thần, những nữ thần tôn quý đều sẽ xây dựng thánh vực của mình ở trên không trung, và thánh địa của nữ thần trung thành chính là ở chỗ này. Mẫu thân đại nhân, quân đang rất là mơ hồ. Những năm người không còn, tà ác không còn bị trói buộc nữa, ma tộc hoành hành, đông đảo chúng ta, sinh khổ không nói hết. Con thân là nữ thần lại chỉ có thể dương mắt nhìn sự hắc ám, xâm chiếm vùng đất thần thánh này từng ngày một. Elena, thân phận nhân vật, nữ thần trung thành. Giới thiệu nhân vật, nữ thần điều khiển sức mạnh, chân thật và trung thành. Ở trước mặt cô ấy không tồn tại lời nói dối và lừa gạt, nhưng cũng bởi vì vậy mà rất ít người nói chuyện được với cô ấy, thường xuyên chịu đựng sự cô độc. Mẫu thân đại nhân, xin người hãy nói cho con nên làm thế nào. Ôi chà ôi chà, con cừu non lạc đường đang khóc tìm mẹ ở. Đứa trẻ bị bỏ rơi thật là đáng thương, không có nữ thần sáng thế, các ngươi liền không làm nổi chuyện gì sao? Dừng tay Elena, không cho phép xâm chiếm cơ thể của ta nữa. Ái chà Elena, quá là đấy. Quá đáng quá, đây rõ ràng cũng là cơ thể của ta. Thế nên ngươi hãy ngoan ngoãn mà rời đi đi. Tiếp sau đây nên đổi thành ta ra mắt rồi. Elena, ma nữ phản bội, là ma nữ dùng chung một cơ thể với nữ thần trung thành, điều khiển nắm toàn bộ năng lực phản bội, có thể chuyển hóa sinh vật chủng tộc khác thành ma tộc, giỏi tạo ra hỗn loạn. Gan của cô thật là càng ngày càng lớn. Elena, ngươi thế mà lại dám hiện thân ở thần vực. Nữ thần trung thành và nữ thần phản bội cùng dùng chung một cơ thể, đám nữ thần đó sẽ không ngờ tới. Ta khuyên cô vẫn nên tém tém lại một chút, nếu cô bị bại lộ, đó sẽ là một tổn thất với chúng ta. Bỏ đi, cô tự giữ chừng mực cho tốt là được. Tên sứ giả và mẫu thần đại nhân phái tới vẫn luôn ở chỗ Lydia, người hình như không quan tâm chút nào nhỉ. Thật đúng là cô vẫn thần thích lo chuyện không đâu. Ta không tin sứ giả và mẫu thần đại nhân phái tới sẽ là một tên quỷ háo sắc theo muốn cơ thể của ma nữ. Ta sẽ gây nên một trận phản loạn trong Long tộc, dùng hành động thực tế để chứng minh ta mới là ma nữ ưu tú nhất. Như vậy thì trái tim của sứ đồ đại nhân sẽ mãi mãi thuộc về Elena rồi. Thần về rồi, tộc trưởng. Bên đó có động tĩnh gì không? Đại nhân Lạc Ni và vài người, kể từ sau khi vào phòng đã dựng lên kết giới, chúng thần không cách nào lại gần thêm. Bịt tai trộn chuồng, xem ra đại nhân Lạc Ni là định khăng khăng làm theo ý mình, tiếp tục theo dõi nuôi xuống đi. Rõ. Nay nữ thần đại nhân làm điều ngang ngược, Long tộc gặp nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết được. Ta đã ngửi thấy mùi của sự phản bội. Ai? Cô không phải là muốn phản bội nữ thần của rồng hay sao? Để ta thực hiện nguyện vọng của cô, nhưng nhìn cô cũng yếu quá. Yếu đuối thế này không làm nên chuyện đâu. Hãy để ta cường hóa một chút nhé. Cảm giác này kỳ diệu quá đi. Siêu ma long thánh tình, Marius. Được đó. Dáng vẻ này nhìn tốt hơn nhiều rồi. Hóa ra là đại nhân ma nữ phản bội, thất kính rồi. Tộc ma tinh long chúng thần nguyện tận hiến cho người. Chủ nhân, ngươi hiện giờ đến trình độ cấp ma vương cũng chưa đạt được, muốn hầu hạ cho ta vẫn còn sớm đó. Nhưng nếu nỗ lực làm việc cho tốt, ta có thể suy nghĩ một chút, đến lúc đó ta lại thưởng cho ngươi sức mạnh lớn hơn. Vâng, xin người hạ lệnh. Tại hạ cho dù phải vào núi đao biển lửa cũng không từ. Rất tốt, nữ thần của các người, lần này trở về chắc chắn mang theo một người đàn ông bên cạnh nhỉ. Bắt hắn lại cho ta, sau đó hành động tiếp theo.
Lạnh quá, phòng của Lạc Ly sao lại không lắp thiết bị sưởi ấm? Vẫn là cung điện của Lydia thoải mái hơn. Lạc Ly đang nói chuyện với ai vậy? Đã tắm xong rồi sao? Chỉ là có hơi lạnh vị này nà. Cô ấy là Hy Phụng, một trong 12 kim xoa của Long tộc Phương Đông, bạn thân của ta. Hai. Đại nhân Lạc Ly, chuyện vừa rồi ta đã báo cáo với người rồi, xin đừng lo lắng. Long tộc Phương Đông bọn ta sẽ toàn lực ủng hộ cho người. Tới lúc đó sẽ nhờ vả tới cô. À đúng rồi, tối nay ở trước mặt bạn trai của bạn trai tuyệt đối là đừng rụt rè. Là đừng rụt rè, cố lên nha. Chuyện này không cần cô cổ vũ ta. Được rồi, chuyện không phải đã báo cáo xong rồi sao? Mau đi mau đi. Ây, xấu hổ rồi, đỏ mặt rồi. Hai bọn họ đang nói gì vậy? Lại còn đùa giỡn vui vẻ nữa chứ. Vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy? À cái đó, chỉ là chuyện tuyên bố trên cuộc họp lúc trước. Chuyện tuyên bố trên cuộc họp? Lạc Nề, mẹ nào cô thật sự muốn ngủ với ta? Không, không được sao? Mẹ nào chàng ghét ta hay sao? Thế nên lúc đầu chàng mới bỏ rơi ta mà đi. Không Lạc Nề, không phải như cô nghĩ. Ta đã đợi chàng lâu lắm rồi, cũng đã tìm chàng lâu lắm rồi đó. Vẫn luôn cô đơn một mình. Cô đơn một mình sao? Kể từ khi bị hệ thống vứt vào thế giới này, ta cũng giống như cô. Ta của trước kia không hòa hợp được với xã hội, chỉ là một sách hi cô, chẳng làm được việc gì, chỉ biết chơi game cả ngày mà thôi. Sống không mở mắt ở đáy xã hội, còn không có bạn bè, cũng không có người yêu. Khi những nhân vật mà ta từng chiếm giữ trong game sống sờ sờ đứng trước mặt, ta từng sợ hãi, cũng từng áy náy, chỉ muốn trốn tránh. Vẫn luôn muốn vượt ải mới có thể quay về thế giới ban đầu. Nhưng quay về thế giới ban đầu rồi thì sao chứ? Ta không biết liệu ta có thể đáp lại nguyện vọng của nữ thần sáng thế hay không, cứu vớt thế giới này hay không. Nhưng ít nhất ta có thể chịu trách nhiệm, bù đắp mọi thứ mà ta đã lỡ. Lạc Lê, ta sắp bắt đầu đây. Vẫn mong chàng nhẹ nhàng một chút. Ôi, thế mà lại để ta gặp phải tia chớp. Vãi cả Pokemon, Ivan xuất chiều. Biến ngại, va đập, hiệu quả bình thường. Cedar sử dụng súng nước, hiệu quả tuyệt vời, Ivan ngã xuống rồi, một màn đen tối trước mặt người. Ta nói này, đã lúc nào rồi mà cô vẫn còn chơi game hả? Ây, vua của ta chết rồi. Vua gì cơ? Ôi mẹ ơi, không được, đừng bắt ta uống thuốc tinh lực nữa. Là mơ à? Trứng rồng, nhanh nhanh vậy sao? Đúng thế, chàng sắp làm cha rồi. Đứa trẻ này nhất định có thể kế thừa thiên phú của chúng ta, trở thành một long nhân ưu tú. Lạc Lì, sắc mặt của cô nhìn không được tốt lắm, không nguy hiểm chứ? Không sao, chỉ là cảm thấy có một chút không cố sức lực, nghỉ ngơi một thời gian là được. Dòng Phương Đồng, tất cả gian hàng. 12 kim xoa dòng Phương Đồng ở đây bảo vệ nữ thần. Các chị em, đại nhân Lạc Ly sau khi sinh xong sức khỏe yếu ớt, chúng ta phải bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, bảo vệ tốt cho đại nhân Lạc Ly. Một con ruồi cũng không được phép vào. Đại nhân Lạc Ly, người yên tâm nghỉ ngơi điều dưỡng, sự an nguy của gia đình người đã có chúng thần bảo vệ. Xin lỗi, chuyện tiếp theo đây phải giao cho mọi người rồi. Gia đình, con, trứng này là của mình nhờ, hả?